xin chào tất cả anh chị nhào tư đã quay trở lại với kênh phạm hùng stock video ngày hôm nay thì chúng ta điểm lại những cái mã ngành mà chúng ta đã quan tâm đầu vừa rồi và chúng ta xem uh, liệu thị trường trong thời gian tới như thế nào nếu anh chị nhào tư xem cái video ngày cuối tuần của em thì cũng tự vẽ cho mình trong đầu cái kịch bản rồi và em đã chỉ cho anh chị nhào tư rất là nhiều các cái kịch bản và cái xác suất lớn nhất của cái kịch bản thời điểm hiện tại là thị trường sẽ break khỏi cái vùng 1130 với cái thanh khoản lớn và hướng đến những cái ngưỡng như 1150 cho đến 1160 thì lúc đấy chúng ta mới tính tiếp đúng không ạ? Còn thời điểm hiện tại thì em đánh giá rằng khả năng cao là thị trường sẽ vượt khỏi cái vùng kháng cự cũ là 1130. Đấy tại sao lại như vậy? Anh chị nhà tư để ý sau cái lần đầu tiên nó test lại cái ngưỡng hỗ trợ là 1080 nó test lần đầu tiên thì volume vẫn khá là lớn anh chị nhé và đến cái ngưỡng mà khi mà nó tăng lên uh, gọi là làm một cái đỉnh 2 gần như là sát đỉnh 2 đi thì lúc đấy em đã đinh ninh và em cho anh chị nhà tư ra hàng từ cái phiên như nào ạ từ cái phiên mà khối lượng lớn ngày mùng 7 tháng 12 rồi khối lượng rất là lớn và chúng ta đã né đi được một cái giai đoạn đâu đấy là tầm một tuần là nó giảm rất là mạnh và chúng ta đỡ đi rất là nhiều các cái số lượng tiền của chúng ta thua lỗ hoặc là bị giảm lãi đấy thì nếu mà anh chị nhà tư đã ra được cái vùng mà hôm đấy em đã báo anh chị nhà tư thời điểm hiện tại chúng ta đã có một cái uh, tức là chúng ta không bị lỗ cộng thêm là chúng ta đợt vừa rồi mua thêm nữa mua thêm ở vùng đáy thì nó gọi là lãi kép luôn vừa không lỗ đợt vừa rồi mà lại lại còn vừa lãi một cái nhịp tiếp theo chúng ta chỉ cần ra vào đúng điểm và chúng ta nên nhìn một cách toàn diện và không quá là yêu thích một cổ phiếu nào yêu thích một cổ phiếu thì cũng đơn giản thôi nhưng mà đừng yêu quá mà chúng ta mù quáng anh chị nhé Uh, thích cổ phiếu chúng ta tìm hiểu đầu tư cổ phiếu này thì đấy là chuyện bình thường ai cũng tìm một cái bến đỗ cho mình thôi nhưng làm sao để chúng ta ra vào nó hợp lý là điều tốt nhất bởi vì ai trên thị trường này cũng đều muốn kiếm lợi nhuận chứ không phải đi gắn bó lâu dài với một cổ phiếu mà nó không cho mình cái lợi nhuận gì đâu nên nói thật với anh chị nhà đầu nhà tư là như vậy nên là ai cũng hướng tới cái lợi nhuận trên thị trường đấy là cái cốt lõi có đầu tư kiểu gì thì đầu tư dài hạn hay trung hạn hay ngắn hạn như thế nào thì cái lợi nhuận nó vẫn là đặt lên hàng đầu nhé và đến cái thời điểm ngày hôm nay em thấy rằng là khối ngoại đã bán ít đi rồi rất hạn chế đi rất là nhiều hôm nay là bán dòng có 121 tỷ thôi và thị trường tăng với cái biên độ là 14,6 14,6 điểm tương ứng với 1,32 phần ờ, cái ở biên độ này cũng khá là tốt và nó hồi phục volume thì nó cũng không phải là quá quá bé đâu nó nó cũng gọi là nhỉnh hơn so với những phiên tạo đáy thì là được rồi hồi phục này rất là nhanh anh chị nhé và em đang chờ đợi những cái phiên nó break khỏi cái đỉnh này thì toàn thị trường của chúng ta sẽ rất là hưng phấn và chúng ta sẽ đi vào một vài các mã hôm nay thì không có mã mới khuyến nghị cho anh chị nhà đầu tư mà chúng ta đi vào những cái mã mà chúng ta đã nói chuyện qua ờ, như là dòng bất động sản, dòng chứng khoán và một vài các cái mã cổ phiếu khác và chúng ta đã nói chuyện đúng không? Như cái video hôm trước thì đầu tiên chúng ta đi vào dòng bất động sản đầu tiên thì nếu anh chị nhà đầu tư để ý thì sell thì vẫn là cái ưu tiên hàng đầu mà em nói chuyện đến uh, sell thì đến thời điểm hiện tại em thấy rằng nó thực ra thì cái biên độ giao dịch nó không Uh, tức là cái khối lượng giao dịch nó không có nhiều biên độ giao dịch lớn bởi vì đây là sàn HNX nên anh chị nhà đầu tư cũng thông cảm là buổi sáng ATO là họ không thể nào mà control được cái việc mà ATO đâu đấy ngay đây buổi sáng này nhoang cái nó bị chạm xuống giá sàn đấy chúng ta không thể kiểm soát được đây mở mắt ra là đã mở mở cửa là giá sản rồi cái này thì không kiểm soát được nhá. Đấy xong rồi cả phiên thì nó cũng chỉ nhùng nhằng quanh cái giá tham chiếu. Cuối phiên kéo lên giá à 23. Và nếu mà chúng ta bật cái biểu đồ đường lên thì nó mới thấy rõ là cổ phiếu đang hồi phục. Và hồi phục cái nhịp này em đánh giá rằng là cái nhịp vừa rồi là cái nhịp cuối cùng mà cái volume nó cực kỳ là cạn kiệt. Khi mà phát hành thêm đã đã, đã, đã thành công rồi. Phát hành thêm xong hàng về hấp thụ đến thời điểm vừa rồi là một phiên có 5 triệu cổ phiếu thôi, làm cực kỳ là là thành công nên là cái nhịp này cổ phiếu khả năng cao sẽ vượt đỉnh, đấy khả năng cao nha anh chị nhé. nên là mọi người nắm ceo thì cứ chú ý thôi, không có vấn đề gì cả gom thì cứ gom thoải mái. dig sao anh chị? dig thì liên tục là hấp thụ cổ phiếu và volume càng ngày càng lớn, thì nó biểu hiện đúng thôi. Uh, nó càng sát về cái ngưỡng kháng cự là nó phải nổ volume nếu không nổ volume thì không gọi là là bùng nổ theo đà được sắp tới nó còn phải bùng nổ hơn nữa chị nhá em cần một cái phiên volume nếu mà vượt khỏi cái vệ, cái vùng giá 27 này thì volume nó phải tầm mấy chục triệu ba chục bốn chục triệu cổ phiếu cơ thì nó mới là bùng nổ theo đà chứ nếu mà cứ vượt nhưng mà volume nó cứ yếu yếu thì chúng ta cũng nên thoát sớm thôi nhá yeah bởi vì cái lực dòng tiền nó nó, nó không đáng, không thỏa. Đấy, Novaland thì sao anh chị? Novaland thì hiện tại đang tạo nền, chúng ta không có nhiều câu chuyện để nói. Đấy và anh chị nhà đầu tư nào muốn gom thì cứ gom thoải mái, không có vấn đề gì cả nhá. PDR thì hôm nay là tất toán sạch sẽ luôn cái đống trái phiếu. Anh chị nhà đầu tư nếu mà để ý thì cũng biết rồi và cái game này chúng ta cũng nói từ lâu rồi. Yeah. Cái game này nói từ tầm tháng 8 rồi Chứ không phải là gần đây Nên là cổ phiếu Nó đỡ được cái giá này là cực kỳ tốt Đấy bây giờ PDR gần như là uh, cái Trong 4 Trong 5 cái mã cổ phiếu Như là Shell, Dick, NovaLand PDR, Đất Xanh Thì PDR nó vẫn đang Là một cái mã gọi là đắt giá nhất Như DIG thì nó Quanh quanh cũng chưa đến ngỡ 27 đâu Nhưng mà PDR lên rồi đấy cái thì lên rồi anh chị nhé khá là tốt thôi cái nhịp này là chuẩn bị là nhịp break này đấy rồi đất xanh thì sao anh chị đất xanh hôm nay cũng tăng đấy nhưng mà cũng không tăng đáng kể đâu thì cổ phiếu này em đánh giá là nó cũng đi theo nền nhé đi theo cái nền thôi thì cứ quanh cái nền dưới này chúng ta gom còn lên trên thì chúng ta cần kèm sao cho nó có lãi là được rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ sang dòng bụng à, chứng khoán này Chứng khoán ngày 25 là Go Online rồi à, Thời điểm hiện tại thì VIX nó cũng đang đi nền Và nó hấp thụ khá là ổn Và chúng ta cũng à, với cái việc nó cứ tạo dâu nến trên như thế này Thì chúng ta cũng chưa chắc chắn được đâu nha Cứ theo dõi thêm thời gian nữa Còn cái mã mà em chắc chắn nó tăng là cái mã này FTS là kiểu gì cũng sẽ có một cái nhịp nó tăng rất là sốc Trong thời gian tới nên anh chị nhà tôi có hàng cứ nắm giữ nhá ờ, đến thời điểm hiện tại thì nó không theo cái dạng gọi là quá nặng nề quá nặng nề như cái nhịp trước đâu nặng nề là do đợt 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 trước ấy là nó đi ngang ở trên cái vùng đỉnh này nhưng mà cái volume nó lớn nhưng mà nó bật không mãi không được thời điểm hiện tại thì cái volume nó cũng đáng kể đấy nhưng mà nó nó tăng, nó tăng thì nó mới nổ volume chứ bây giờ nó giảm, nó chỉnh thì volume nó bình thường. Đấy và nhịp tới này, em đang kỳ vọng nó break khỏi cái vùng đỉnh tầm 48 và chúng ta sẽ target những cái ngưỡng 6x. Đấy BSI thì sao anh chị? Quay đi quẩn lại em sẽ nhìn mấy cái mã cổ phiếu này. Đấy BSI thì chu chuẩn bị vào tiền rồi này anh chị nhá. Chuẩn bị vào tiền ok đấy. ở VND đi thì cũng bình thường Ss tìm những cái mã cổ phiếu nào nó thực sự nó đẹp để cho anh chị nhà tư nó có cái lợi nhuận nó tốt viên đi rồi này SI sao SI thì chắc là cũng không có cái gì nó 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 xấu đâu SI thì vẫn đang hồi phục như là FTS thôi vẫn đang hồi phục và đang hướng tới về cái đỉnh cũ đó thì quay đi còn lại có một vài mã như FTS BSI Ờ, nếu mà muốn dòng trụ thì cứ SSI là xong anh chị nhá. MBS thì sao? mà VS thì cái dạng hơi bo cùng một chút, nhìn hơi khó. Đó. Ờ, rồi tiếp theo thì anh chị nhà tư để ý một vài mã mà em đã đề cập trước đó. Như là TG. TG thì em đánh giá rằng ấy thời điểm hiện tại là cái lực hấp thụ khá là tốt, cái lực cầu vào ấy hấp thụ lại cái đà bán nhịp nhịp vừa rồi. Đấy khi mà hấp thụ thành công cổ phiếu nó cạn kiệt thanh khoản thì nó sẽ hồi phục rất là nhanh vì cái dòng tiền này em đánh giá rằng đây là dòng tiền mua. Bán thì cũng có. Bán tất nhiên là là phải có rồi để hai bên đối ứng nhưng cái dòng tiền mua đặt ở cái vùng giá sàn rất là nhiều. Đấy. Và thời điểm hiện tại nó vẫn đang trung bình giá quanh quanh cái giá sàn ngày hôm đấy mà. Quanh cái 12 thôi. Nhá. anh chị nhau tư để ý mã cổ phiếu này à, đợt rồi có một vài các mã như sau như như sau ạ à, hôm qua hôm kia thì hôm qua đấy thì báo anh chị nhà tư uh, chú ý cái mã FRT này gom FRT đi thì uh, sáng nay gom được một ít thì cũng tăng được tầm một phần trăm nữa rồi đấy đi di này đi di ok nha anh chị nhá đi di thoải mái luôn mua gom cái nhịp này thì chắc chắn là giai đoạn tới này sau tết ý, thì cái cổ phiếu này nó tăng cực kỳ mạnh luôn MWG hôm nay MWG thì tăng lại lại, lại bị thụt lùi một chút nó bị hấp hấp gọi là cái, cái lực cầu vào để đẩy cổ phiếu lên cuối phiên lại bị đạp ừ, rất là khó anh chị nhá Đấy, pet thì bình thường nó pet thì hôm nay vẫn có cái nhịp hồi phục em thấy vẫn ok thôi rồi thì cảm ơn anh chị đã đón xem những hẹn anh chị những cái video lần sau nhé hôm nay là một cái video em điểm qua một vài các cái mã cổ phiếu trong thị trường mà chúng ta đã chú ý được vừa rồi và hôm nay điểm lại là tại sao và như thế nào và chúng ta có mua được nữa hay không thì mã nào ok thì em bảo mua còn mã nào dòng nào xấu thì em đã bảo xấu rồi nên anh chị nhà đầu tư cứ chú ý những cái nhận định của em nhé cảm ơn anh chị đã đón xem hẹn anh chị những cái video lần sau